Song Ha-jun, nữ phủ cô đi mà lấy chồng tôi, những ngày qua liên tục bị khui quá khứ không sạch sẽ. Đến nay cô lại bị một cựu phóng viên bóc trần thái độ cực kỳ lồi lõm khi cùng đoàn phim du lịch ở Nha Trang Việt Nam. Sau đài truyền hình GTBC, đến lượt cựu phóng viên giải trí Lee Jin-hu đã vào cuộc bóc trần Song Ha-jun. Trong video mới nhất, Lee Jin-hu công bố một số tin nhắn của nạn nhân bị Song Ha-jun tát 90 phút, đồng thời chỉ ra nữ diễn viên từng vướng vào những vụ lùm xùm khác trong quá trình quay phim. Cụ thể, Lee Jin-hu cho biết có sự cố xảy ra khi cô ấy yêu cầu một nam diễn viên xin lỗi sau cảnh sát. Song Ha-jun cũng khá thường xuyên thay đổi quản lý và stylist, đổi 2-3 lần trong một dự án phim. Song Ha-jun cũng đột ngột rời khỏi kỳ nghỉ của đoàn làm phim Cô đi mà lấy chồng tôi tại Nha Trang Việt Nam, không thông báo trước khiến quản lý bị bỏ lại một mình. Cựu phóng viên giải trí Đình Đám cũng tiết lộ thêm nhiều chi tiết vụ việc Song Ha-jun bị tố tát bạn học 90 phút liên tiếp. Nạn nhân là một chàng trai kém nữ diễn viên 1 tuổi, tức là sinh năm 1987. Người này là bạn của bạn trai Song Ha-jun vào thời điểm đó. Một ngày nọ, mỹ nhân Cô đi mà lấy chồng tôi bất ngờ gọi anh ra sân và tát liên tiếp. Đến nay, nạn nhân vẫn không biết vì sao mình bị đánh. Sau hàng loạt bằng chứng, King Kong by Starship đã không thể phủ nhận cáo buộc Song Ha-jun sử dụng bạo lực ở trường học được nữa. Tuy nhiên, công ty này vẫn bao biện rằng nữ diễn viên tự nguyện chuyển trường, chỉ liên quan chứ không tham gia đánh hội đồng nạn nhân. Được biết, sau vụ việc đánh hội đồng, cả ba thủ phạm đều phải chuyển trường. Họ khai tham gia vào vụ việc do bị Song Ha-jun khích bác, xúi bẩy. Sau vụ việc, thủ phạm đã đến thăm cha mẹ nạn nhân để xin lỗi, cầu xin sự tha thứ, nhưng họ không rõ Song Ha-jun có đến xin lỗi hay không. Có thể nói, loạt phốt này gần như nhấn chìm sự nghiệp diễn xuất của bông hoa nở muộn này, ngay tức khắc, khó có thể ngóc đầu lên nổi. Netizen ngỡ rằng sau thành công của Cô đi mà lấy chồng tôi, cái tên Song Ha-jun sẽ trở nên vụt sáng và ngày càng có nhiều tài nguyên diễn xuất hơn. Ấy thế mà khi chỉ vừa mới nổi lên, cô lại bị chính những vết nhơ quá khứ vấy bẩn lên tương lai của mình. Song Ha-jun sinh ngày 2 tháng 12 năm 1986. Cô nàng đã hoạt động nghệ thuật được nhiều năm. Tính đến hiện tại, nữ diễn viên đã tham gia diễn xuất ở 26 dự án phim khác nhau. Tuy đã có 21 năm hoạt động trong showbiz Hàn, nhưng phải đến vai phụ Tiểu Tam trong Cô đi mà lấy chồng tôi, cô mới thành công vụt sáng thành sao. Trong quá khứ, Song Ha-jun từng góp mặt trong hai dự án phim Xin đừng gặp anh ấy và Oh Jong Sim. Đáng buồn thay, cả hai tác phẩm này đều có mức rating 0%. Sau thành công của phim Cô đi mà lấy chồng tôi, Song Ha-jun được chú ý nhiều hơn. Gần đây, nữ diễn viên nhận phản hồi tích cực khi tham gia chương trình truyền hình tạp kỹ No Wing Brother của đài GTBC. Cô thậm chí còn được khen ngợi là con người chân thành, luôn khiêm tốn và biết ơn những khán giả đã ủng hộ mình. Đến nay, trước loạt lùm xùm quá khứ của nữ diễn viên, cộng đồng mạng và người hâm mộ khó lòng chấp nhận được. Trước Song Ha-jun, cũng từng có nhiều diễn viên thần tượng xứ Hàn chỉ vừa mới nổi đã ngay lập tức phải xuống đài vì quá khứ không được sạch sẽ của mình.